đôi ta đều biết rằng tình yêu như hình vân bông, tình yêu như tờ giấy trắng, như nước em suối giữa dòng. Thì hôm nay người đi, nụ hoa chưa vừa nở, thì xin giữ ân tình mình em nhé. Sống cho kỷ niệm quá khứ tươi úa màu, tương lai mình sống biển cương không ai xanh màu lá rừng. Nơi đây đơn sơ như lòng đường phố vắng, ngày mai hết bóng quang giờ vui nếp dồn dã hân hoan.
sao mình tôi lạc lòng chơi vơi. Nhiều quá người ơi, đường chiều chú vương dệt bao mong mơ số tôi xuân đời ngọt ngào ấm áp lời ca bình minh dệt vẫn theo hoa bao kỷ niệm vẫn chưa phai. Mạnh Quỳnh và Hương Thủy.
càng sôi động, phải không? Anh Dũng Thiệp từng nói với quý vị đó, chúng ta chỉ còn những cái giây phút cuối cùng trong ngày hôm nay nữa thôi, trước khi chương trình kết thúc, và chương trình sẽ đóng cửa khoảng 8:30-9 giờ, thì sau đó không còn cái giá đặc biệt nữa.